Đầu tiên cái phần sẽ có một số từ vocab mà tôi vừa bổ sung thêm cái phần phần đọc ấy. Đó, thì đọc cho đúng không có sai này. Rồi, bắt đầu ha. Lần lượt Tên từ là đầu cuối. alert à? Đúng rồi, không phải là alert, phần 2 ha. Alert, tỉnh táo anh Lợi. Author. Đó, từ Author, bàn thờ. bàn thờ. Ancestor, ông bà tổ Đúng tiên. Aquarii, chòm sao cung thủy bình. rồi. Aries, chòm sao cung Bạch Dương. Assignment là bài tập lớn. Best man là phù rể. Bride. Bride, cô dâu. Bridegroom, chú rể. Bridesmaid, phù dâu. Vẫn đọc là bệnh ung thư ở cancer Cancer là chòm sao cung cự giải. Capricorn, chòm sao cung Market. Complicate, phức tạp. Contrast, sự tương phản, trái ngược. Contrast, tương phản, khác nhau. Crowd, đông đúc. Descent, đàng hoàng, tử tế. Đang hoàng Diversity tới. là sự đa dạng phong phú. Inget. Tới 19 thì sẽ có từ đính hôn, đính ước là Đính inget. hôn, đính ước. Engagement là sự đính hôn, đính ước. Export, sự xuất hiện, hàng xuất khẩu. Export, xuất khẩu. Favorable, thuận lợi. Fortune. Fortune, vận may, sự giàu có. Funeral. Mà từ này rất hay gặp. Funeral, đám tang. Gator, nịt bít tất. Jam. Gemini, chòm sao cung song tử. Handkerchief, khăn tay. High status, có địa vị cao, có vị trí cao. Từ này thì quen Honeymoon, rồi, honeymoon. tuần trăng mật. Horror, horoscope, số tử, cung hoàng đạo. Import, sự nhập khẩu, hàng xuất khẩu. Import, xuất nhập khẩu. Influence, sự ảnh hưởng. Legend, truyền thuyết, truyện cổ tích. Land, Động có nghĩa là động, nó đó là là một một loại, động, nếu đó được là một một. loại động nhé. Leo là chòm sao cung sư tử. Libra, chòm sao cung thiên bình. Life partner, bạn đời. Master Magpie, chim chích chòe. Majority, phần lớn. Mystery, điều huyền bí, bí ẩn. Object, phản đối, chống lại. Object, đồ vật, vật thể. Pisces, chòm sao cung song ngư. Present, món quà. Nó có ba nghĩa Present, liền à? Đúng không? Không nhìn nó có ba nghĩa này, là ad, từ tính con từ động quên rồi, từ. cái chữ present có mặt hiện tại. Present, đưa ra trình bày. Highly prestigious, pretty girls, có uy quyền. Rồi, prestigious. Có uy tín, có thanh thế. Proposal, sự cầu hôn. Protest, sự phản kháng, phản đối. Rebel, nổi loạn, chống đối. Ritual, lễ nghi, nghi thức. Territories, chòm sao cung nhân mã. Territorial nhìn thế này chứ cái này dễ đọc hơn.
Sagittarius. Rồi, mình sao cũng nhìn mã. Scorpio. 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 Chòm sao cung thiên yết. Sâu là hồn, linh hồn, tâm hồn. Superstition, sự tín ngưỡng mê tín. Superstitious, mê tín. Sweep, sweep hay sweat hả? Wait, take place, diễn ra, xảy ra. Taurus, chòm sao của kim ngưu. Veil, mạng che mặt. Venture, dự án hoặc công việc kinh doanh. Burgers, chòm sao cũng xử nữ. Ba từ cuối. Well, sự giàu có, giàu sang của cải. Wedding ceremony, lễ cưới. Wedding reception, tiệc cưới. Cưới rồi. Nói chung là những cái phần này nó sẽ có một số từ liên quan đến chòm sao thì nó sẽ hơi khó một tí. Mình cũng hiểu là ví dụ sinh tháng mấy thì sẽ là thuộc chòm sao nào chẳng hạn nữa. Thì cái này là nó hơi ngoài luồng một tí, nó hơi khó đọc và nó cũng hơi khó nhớ. Còn các từ còn lại, ngoài những cái từ chòm sao ra thì sẽ là những cái từ rất là quen thuộc và đôi khi là nó sẽ rất hay dùng nhé. Đó. Bản thân nguyên nhân mấy cái chữ A ở bên trên này, ba cái từ đầu tiên này, nó hơi khó đọc nhưng mà nó rất hay dùng. Alert, alter, ancestor. Nó có thể kiểm tra nguyên ba chữ A đầu tiên con đọc như thế nào. Đó là một cái bài rất khó là cần phải đánh âm. Rồi, bỏ qua số 4, 5 với hai cái loại cung đi thì mình có thể hiểu thêm những từ khác rất dễ hơn. Đây ví dụ như là phù dâu, phù rể, chú rể, cô dâu đó. Những cái này cần thuộc. Bridegroom, bride, best man, bride man. Rồi, hai cung này tạm bỏ qua. Đến cái từ số 13 đến 16 này thì cũng là dễ này, đúng không? Complicate, contrast. À, thì contrast nó có hai nghĩa thì cũng phải nhớ là danh nghĩa là động. Crowd là đông đúc. Ok. Bạn dưới nào. Rồi, diversity chính là cái chủ đề để trong chương 7 của mình luôn. Cultural diversity, engagement, export. À, export thì lúc nãy có trái nghĩa với từ import thì là xuất khẩu, còn cái này là cái này là xuất khẩu import thì nhỉ. Cái từ favorable này nó cũng hay sử dụng trong cái điều kiện với từ như là môi trường thuận lợi, favorable environment, fortune, tương lừa. À, cái từ gather này thì nó hơi phương Tây một tí, hơi dạng phương Tây một tí. À, rồi, chung xong từ này, handkerchief, khăn tay, từ high stature, điện cao này, cũng hay gặp. Có đám cưới thì phải có tuần trăng mật, rồi đến số tử vi cung hoàng đạo, nằm thuộc trong cái nhóm cung của mình. Import, à, hôm nay bên trên đây, vừa có export và import, influence, legend, love. Và bên dưới này, mấy cung hoàng đạo mình sẽ tự xem thêm nhé. À, life partner, bạn đời, next card, cái này. Majority, mystery, object. Thì object này bình thường mình cũng chỉ có một nghĩa là vật. Thì bây giờ mình học thêm một nghĩa là động từ, nó nghĩa là phản đối. Phản đối như này thì mình bằng ngay cái từ bên trên của con có là protest. Bằng luôn một từ phản đối. Rồi, đến năm lúc nãy cũng nói rồi, cái từ present là có ba nghĩa rồi. Highly prestigious, cái này có địa vị phong thứ cao rất hay gặp. Và từ prestigious này nó sử dụng ví dụ như là trường đại học có và tiếng chẳng hạn, và thì sẽ là prestigious university, highly prestigious university, proposal, protest, từ dưới bên trên đó. Rồi, nổi loạn. Đó, nổi loạn và những giấy tờ, cái từ giấy tờ này thì mình làm bài sẽ gặp rất nhiều luôn này. Ritual, lễ nghi, nghi thức, nổi. Bên dưới này mình có soul, superstitious, superstitious là tính từ và danh từ của nó thành đôi, tự nhiên superstitious, quyết, thất quyết, nổi. Ok, và bên dưới này là liên quan đến hai từ về đám cưới.
Trong 67 từ này thì con có thể loại ra 10 từ liên quan đến các dòng sao thôi. Còn đây là mình sẽ hết 55 từ còn lại. Rồi nhá. À, làm bài cho cô trước. Thì mình qua cái phần phonetic. Ừ. Nhìn chung là phonetic này những từ mà vẫn đang ở dạng là xuất hiện đó. Được, làm cho cô đáp án số 1 nhá. Cô một con chọn D. Ừ. Đúng, đáp án đúng không? Một D. Là khi nào này? Là brick. Một cái brick, các từ còn lại. Là pleasant. Pleasant. Healthy. Healthy. Gì nữa? À, how và healthy đúng không? Rồi, okay. À, có một dễ hiểu. Cái thứ hai nè. Ok rồi thì cứ đọc cho cô để mình có thể chữa được nhanh hơn. Từ số 2 nhìn thấy ta lại khó. Từ số 2 nhìn thấy ta lại khó đó. Cái đầu tiên cái từ mà mình đọc rất nhiều nhưng đôi khi mình không biết cách phát âm. Đó là chữ calm. Nó đẹp này. B đọc được mình từ này. Cô hai con chọn A. Ừ, A. A đọc là calm. Các từ còn lại. Calm. O, U. Ừ, rồi. World. O, U hoặc là âm E. Đấy, chúng ta có thể nói là O hoặc là âm O đó. Ừ, rồi. Rồi. À. World. À. Grow. Hơn. Nhiều hơn là thiên về âm E nhiều hơn. Thiên về âm E nhiều hơn. Sao thì biểu âm E đó. Rồi. Thứ ba nè. Khi. Realize. Ba con chọn C. Ừ, từ C đầu là và nghĩa luôn này. Giống. Nghĩa là gì? Con quên rồi. Ấy, cái từ này rất là nhầm với một từ mà nó có chữ L ở cuối. Nghĩa là một từ này thì mang nghĩa là quả lê. Tôi biết lại đã. À, quả lê, còn từ kia thì nghĩa là ngọc sa. Here. À, a pair. Ok. À, rồi, mình phải là âm E ha. Các từ còn lại thì mới là âm E. Here, realize, near, low, pair. Bốn nào. Này. Số 4 con chọn D. Ừ, đây là Jack. E. À, âm E à? Âm E thì các từ khác con đọc thế nào? Mấy từ khác con đọc là A. À rồi, inventor, president, adventure, ok. À, từ này nó xuất phát từ cái từ gọi là gì nhỉ? À, cái hệ gen của mình. Hệ gen của mình đúng không? Ừ, nghe. Okay. À, number 5. Adopt, grand, colon, bold. À, thế thì nhìn cái từ số 5 này với cái từ số 2 nó rất giống nhau đúng không? Thì nó đều kiểm tra ở cái dạng là chữ O, âm O phát âm như thế nào. Ừ. Thì đây âm O là ơ chó. Run thì sẽ là chữ O, đẹp. Các từ khác cũng là âm O luôn. O luôn, O. Dễ dàng chọn được đáp án là B. Đáp án là B. Hai câu nhé, 2 và 5 đều kiểm tra chữ O. O có thể đọc là âm A, đọc là âm O rồi, âm ơ. Rồi, số 1 với lại số 3 kiểm tra giống nhau, chữ EA đọc như thế nào? Thì nó có thể đọc là âm IA, IA. Nó có thể đọc là âm E, là gì? Đó. Nó có thể giống như cái chữ quả lê cũng đọc là E luôn. Đó. Nó có thể đọc là âm I, thì chữ free. Rồi. À, không có từ mới đúng không? Tôi thì hỏi xem một từ xem là từ từ adopt này làm cho có nghĩa là gì? Adopt. Là bỏ rơi. Ừ, đúng rồi, đó là bỏ rơi. Nó còn có một nghĩa khác nữa là mình có thể nhận nuôi. Hai nghĩa nó ngay rất trái ngược luôn. Một cái bỏ rơi, một cái nhận nuôi đều dùng từ này. Rồi, à, làm tiếp cho cô phần stress pattern nào. Đang làm tiếp nhé. Một con chọn D. Ừ, chọn âm này. Chúng ta
cho âm hai potential. Potential C là nó từ còn lại âm một. Nó từ còn lại là trọng âm ba. À, từ còn lại âm ba rồi. Ví dụ như từ volunteer chúng mình dễ dàng biết được vì nó là chữ nhân đôi chữ e đúng không? Thì nó sẽ như trọng âm này. À, ví dụ như từ recommend này thì phải học đặt cái từ này. Đôi khi các bạn toàn đánh cái âm một. Nó sẽ khó, nó sẽ khó. Rồi understand, recommend đúng không? Để đánh trọng âm ba. Ngay từ số A là từ khó hơn nhé. Potential của mình nữa là gì nhỉ? Là tính từ đây. Potential. Sao con nghĩa từ này? Con quên rồi nhưng mà con đang nhầm một cái từ chính trị. À, liên quan gì đến chính trị? Polit. Con đang nghĩ đến. Political chính trị, còn đây là potential ha, có những tiềm năng. Rồi recommend, volunteer, understand thì dễ rồi ha. Recommend là giống như mình từ Socrates ấy, mình gợi ý ai đó làm từ. Đáp án số 2 này, số 2 con chọn D. Chữ I realize đến trọng âm chọn âm 2. Đúng rồi, realize đến trọng âm 2 nhưng mà chỗ này không chỉ nguyên realize đến trọng âm 2 đâu. Realize đến trọng âm 2 đúng. Nhưng mà cái chỗ off-y, cứ check lại thôi nào. Cái tình cố khó. Chỗ off-y mình có lực đơn đấy. Sẵn cái chỗ off-y là lực đơn rồi. Đây, con nhìn nhá. Nó ngắn ngắn thế này thôi nhưng mà nó vẫn đến trọng âm 2 đây này. Mình cũng nhìn được cái điểm này cho đúng không? Cái apply cũng là chữ line này luôn. Âm ơ của mình cũng là một âm đấy. Âm ơ cũng là một âm. Rồi nên là cái chữ apply này chữ là trọng âm 2. Rap y cũng tương tự như thế nhá, sẽ là âm 2. Và mình sẽ có từ study là âm 1. Study là âm 1. Study là âm 1. Chắc chắn là Lan cũng biết study âm 1 rồi. Nhưng con sẽ chưa để ý kỹ đến hai từ này đúng không? Nghe cái âm nó hơi ngắn ngắn mà mình tưởng nó là âm 1. Rồi tóm lại là mình thấy có cái đuôi ly này đều giống nhau à, nó sẽ đánh vào cái đuôi đấy, thế nó dễ nhớ nhá, mà nó đều là động từ luôn. À, realize, reply, apply, tin tưởng này. À, tóm lại là đáp trả phản hồi ai với từ reply và nộp đơn xin việc cho ai, apply thì đều đánh theo âm hai và từ study hoặc từ âm một. Chốt câu 2 nhé, lần sau sẽ không được nhầm với 3 từ này, từ âm 2 này là nào. Rồi, đến tiếp câu 3 nè. Câu 3 con chọn B. B à? Rồi, các từ khác thì chọn mấy cho cô nhé. B là chọn âm 1, các từ khác là chọn âm 2. Ừ, Tha là còn chọn âm 1 chính xác rồi. À, relation cô chọn âm 2 hoàn toàn đúng bởi vì mình có từ duration đánh tổng trước nó. Thế con nhìn D này cũng reaction cũng có duration đúng không? Các bạn cứ nhớ nhé, từ có duration thì mình đánh luôn vào trước nó, đúng trong mọi hoàn cảnh luôn. Cái duration là cái đuôi kia nhé, nên cái này cũng là chọn âm 2 rồi, cũng là chọn âm 2 rồi, được không? Rồi, thế bây giờ 221, mình không chắc thì mình sẽ có thể tra cái từ suspicion đúng không? Làm đi nghĩa từ này cho cô chưa? Suspicion. Có nghĩa là nha, nó là sự nghi ngờ. Rồi, suspicion. Đấy. À, tra từ điển nhá, nó cũng sẽ là âm 2 cho con đấy, để từ tra một lượt các bạn nhìn này. Ngoài việc tra từ điển để xem trọng âm, mình còn xem luôn cách nó đặt nhé. Suspicion. Suspicion. Đây con nhìn nhé, nó sẽ là âm 2. Đó. Suspicion. Vậy nên là mình chỗ này lại có rất là âm 2 rồi. Lại phải chốt lại đáp án số 3 hay là I. Rồi, chính xác. Mình hoàn toàn chính xác. Đó là phần 4 nào. Đúng con chọn B. Ừ. B. B là âm. Một rồi, popular. Cái từ popular này phải phân biệt với cái từ common. Common với popular
Nếu mà học thấp thì mình có thể để hai từ đấy bằng nhau, nhưng mà dần dần thì mình sẽ có sự phân biệt. Rồi, bây giờ xem đến phần trọng âm trước. Mình có reduction, cũng là addition, nhưng mà trọng âm 2. Financial, tài chính, trọng âm 2. Romantic, lãng mạn, trọng âm 2 luôn. Mình sẽ là D. Reduction. Nó xuất phát từ động từ là động từ reduce thôi, là giảm thôi. Không có ngữ khó. Rồi, đến câu 5 nhỉ. Cô nào có chọn B? Sao ơn mấy nhỉ? Từ này đây. Difficult là một, Một mấy cái đã. từ, mấy cái là hai. À thế. Thì đầu tiên là 2. However. Division thì quá dễ rồi. Invention chọn 2 luôn. Cái từ important này rất rất hay gặp nhá. Cái từ này chọn 2. Một số từ khác mình có thể học được bằng với từ important, bằng với vital. À, vital. Vital. Đã học hai từ này trước thôi, đều bằng với từ important, vital. Rồi, nhìn chung là thân thiện đúng không? Chúng mình là chưa cần phải gặp khó quá. Bên trên nó có nhiều từ mới khó hơn, nhưng mà bên dưới thì nó chưa gặp phải. Đi thi nó cũng ở mức vừa khá này thôi nhé. Làm đúng cái cô đoạn như thế này được đã. Rồi, sang đến bên này mình có một cái phần kiến thức grammar nhỏ nhỏ, đó là về under và so sánh hơn là nhất. Bây giờ cô cho đọc lại một lượt một chút cái phần lý thuyết của under đây này. Những tên là tổng hợp đủ cho các con đúng không? Rồi, Hà Minh à nãy giờ thì Hà Minh vào thì Hà Minh out rồi. Thế Lan cứ làm tiếp cho cô nhé. Bây giờ mình đọc lại một lượt lý thuyết. Ân đứng trước một danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng một nguyên âm u e o a i a đứng ơ đứng trước một danh từ đếm được số ít bắt đầu bằng một phụ âm một ơ ân dùng trước danh từ đếm được số ít ân đứng trước nguyên âm hoặc âm h hoặc cái từ h nó bị là âm cộng. Ví dụ như là a doctor, a bác, an animal, trong các cấu trúc mà so cộng tính từ cộng a an cộng a noun, ví dụ như she is so pretty a girl, such cộng a an cộng noun, ví dụ là is such a beautiful picture. S tính từ cộng an cộng noun cộng s she is as pretty a girl as her sister. How tính từ cộng an cộng noun cộng verb giờ dần thân. How beautiful a girl you are. Mà chỉ một người được đề cập qua tên. Ví dụ như Mr. Blue send you this letter. Trước các danh từ trong ngữ đồng vị Nguyễn Du a great poet wrote that novel. Trong các cụm từ chỉ số lượng a pair a couple a lot of a little a few a large great number of ân không dùng được. One được sử dụng thay ân để nhấn mạnh. There is a book on the table, but one is not enough. Các danh từ không đếm được. Coffee is also a kind of drink. Trước các danh từ đếm được số nhiều. Dogs are faithful animals. Cái từ này của ông có nghĩa là rất là trung thành, rất là trung thành luôn. Đến giờ này Giờ được dùng trước những vật duy nhất, ví dụ như the sun, the moon, the world. Các danh từ được xác nhận bởi cụm tính từ hoặc mệnh đề tính từ, ví dụ như the house with green fence is hers, the man that we met has just come. Các danh từ được xác định qua ngữ cảnh hoặc được đề cập
trước đó. And finally, the water kills himself. I have a book and an eraser. Cục tẩy đây. Eraser. The book is now on the table. Là nhắc lại bút. Các danh từ chỉ sự giải trí. The theater, the concert, the church. Trước tên các tàu thuyền, máy bay, the Titanic, what, a great ship, các sông biển, đại dương, dãy núi, the Mekong River, the East Sea, the Pacific Ocean, the Himalaya. Một nhóm các đảo và quốc gia, the Philippines, the US. Các tính từ dùng như danh từ tập hợp. You should have the poor. Trong so sánh nhất, Nam is the cleverest in his class. Tên người ở số nhiều chỉ gia đình, the black, the blue, the nouns. Các danh từ đại diện cho một loài, the cat is a lovely home pet. Trạng từ chỉ thời gian nơi trốn, in the morning, in the trees, in the water. Số thứ tự, the first, the second, the third. Chuỗi thời gian hoặc không gian, the next, the following, the last. Giờ không dùng được. Trước các danh từ, số nhiều nói chung, they build house near the hole. Danh từ trừu tượng không đếm được. Independent is a happy thing. Các danh từ chỉ màu sắc, red and white, make pink. Các môn học, math is her worst subject. Các vật liệu kim loại, steel. Is made from iron. Các tên nước, châu lục, thành phố, Hà Nội is the capital of Vietnam. Các chức danh tên người, President Bill Clinton, bà Nga. Các bữa ăn, món ăn, thức ăn. We have sport. Các trò chơi thể thao, football is popular sport in Vietnam. Các loại bệnh tật, cold is a common disease. Ngữ tiếng nói, English is being used everywhere. Các kỳ nghỉ lễ hội, Tết, Christmas, Valentine. Các mũi đất, nô ra biển hồ núi. Tên riêng nhá. Không hiểu. Chúng ta có phòng mũi đất mà không có tiếng Nga luôn. Nhưng tóm lại là nó lại là những cái tên riêng mà toàn của nước ngoài, nhưng tên gia đình lại hơi khó hiểu. Nhưng mà hơi khó hiểu thì nó tên riêng nước ngoài. Rồi, thế là tổng quan xong về cái phần mạng từ ơ ân đơ nhá. Đấy, nói chung là phần này nó đa dạng và nó nằm ở một cái kiến thức gọi là mình không cần học phải đến mức quá là master đâu, mình chỉ cần hiểu những cái rất là cơ bản thôi. Ví dụ bạn nào cũng biết là ok, ơ thì đứng trước âm, còn ân thì đứng trước nguyên âm. Đấy, một số những âm phát âm thì các con phải biết là mình đọc. Có một cái trường hợp nữa, nói thế thì nó không đúng lắm nhất, mà nó sẽ nằm ở cái lĩnh vực, ví dụ như là cái trường cái từ university. Đấy, university thì mặc dù nó là chữ u đứng đầu tiên á, đứng chữ u đứng đầu tiên đúng không, hãy chúng mình liền lại âm university ha. Nhưng mà nó nói đúng hơn là nó thiên về cách đọc của âm đầu. Đó. Vì âm đầu chữ u này mình đọc là u, nên là nó sẽ là a university, chứ không phải âm university. Đó. Nó đọc là âm u nên nó sẽ nằm trong dạng như là âm ấy. Mình sẽ điền vào đây là a university, ví dụ một số trường hợp ngoại lệ như thế. Cái cấu trúc này khi mà mình làm thì mình cứ đối chiếu qua đối chiếu lại đấy. Cấu trúc so sánh này nó còn lặp lại rồi.
Ơ ân thì không quá khó, cô nói nhanh của phụ dơ cũng là một tập khác. Dơ được dùng chút tóm lại là các con kiểu dơ là dùng cho mạng từ xác định. Đấy. Tổng quan đó là cái gì? Nó là mạng từ định. Nghĩa là gì? Khi là mình đã nói đến một cái vật từ trước đó rồi thì sau đấy mình nhắc lại cái vật đấy thì nó sẽ là cái được xác định, thể hiện là cả người nói và người nghe đều biết thì cái đấy. Đều biết cái vấn đề đấy. Rồi. Một số mà chắc chắn là đều đã nghe rất nhiều, đó là ví dụ đô tăng đô môn, các bạn không ví dụ nhiều thì ví dụ thôi, là học nhiều cho cái bài người ta đưa ra nó lý thuyết như này, đọc bên này đọc nhiều cái bên này hơn. Nó hay thi vào cái trường hợp mà tính từ dùng với danh từ tập hợp, nó hay thi dùng với lại sau thành nhất, nó hay thi được chưa? Dùng với một loài thì với một cái tập hợp này nó giống nhau, tập hợp là cho người còn loài là cho vật, nó cũng là cùng với cái hợp từ dơ. Ba cái cuối cùng này thì các con rất rất là quen thuộc luôn, thời gian nơi chốn số thứ tự. Ok rồi, dùng với dơ dễ hơn là không dùng với dơ. Đấy, cái không dùng với dơ này thì cái mình cần cả hai cột thì có thể nhớ được. Người ta hay thi vào phần cái màu xanh cô để đó, là môn học là hay thi này. Bệnh tật này rất rất hay thi, chúng mình đôi khi không cần biết cái bệnh đấy tên tiếng Việt là gì, nhưng chúng mình có thể hiểu liên quan đến cái từ DD này thì cứ chọn nó là không có dơ. Ngày nghỉ lễ hội cũng hay thi, nghe nhiều thì chúng mình sẽ biết. Ở không bao giờ dùng dơ thép cả, hay là dơ Christmas cả, chính tên luôn trực tiếp của nó. Cô sẽ đi làm bài nhanh nhé, chúng mình phần này nó hơi hơi ngắn. Nó sẽ chỉ có một bài luyện tập ơ ân dơ 10 câu đoạn dưới này thôi, với một số câu lẻ lẻ ở bên dưới nữa. Rồi, Lan làm cho cô 5 câu đầu rồi Minh làm cho cô 5 câu sau nhé. Để xem các con có hiểu, thật sự hiểu cái này chưa. Được, bắt đầu. Ôi cái này là không được điền rỗng đúng không? Đúng rồi. Không phải rộng. Thì có một con chọn dơ. Đúng rồi. Dơ, câu 1 là dơ Việt Nam ấy. Ta đi dịch trước nha, dịch cái câu này. Dơ Người Việt Nam thì rất là muốn trở nên thú vị ạ. Ừ. Nhưng Nhưng mà mà những cái chuyện hài, kiểu cái câu chuyện hài hước của họ thì rất là thì không dễ để dịch ra tiếng Anh. Ok, rồi không dễ để dịch ra. Tại sao chỗ này mình lại có dùng dơ đúng không? Dơ Việt Nam hết. Thì thực ra là nó sẽ chỉ cho danh từ tập hợp đấy, là tất cả những người Việt Nam nói chung đấy, người Việt Nam nói chung. Còn Vietnamese thì đằng sau của con nó sẽ phải có một từ là people, Vietnamese people hoặc là the Vietnamese. Đấy, mình không bị nhầm giữa hai từ này, the Vietnamese hoặc Vietnamese people. Mình xác định được. Lúc đầu con nhìn Việt Nam biết con tưởng là môn học hay là gì ấy, con bị điền rỗng. Tiếng Việt. I'm speak Vietnamese, tôi nói tiếng Việt. Thì nó lại phải có một cái động từ đằng sau để cái từ Vietnamese nó là object, cho nên là chủ ngữ. Nào, thứ hai này. Thứ hai mình ơ Rồi, cho cô cái cụ này nhá. Mình có ơ và sao. extend Là gì nhá. là Có thể dịch cả mọi câu đi, để cho dễ nhá. Dịch cả câu, là mọi. mỗi người sẽ có cái ý thức văn hóa mạnh mẽ về văn hóa của dân tộc. A strong sense of fusion culture diversity, mình có cụm này là đa dạng văn hóa rồi và vùng miền địa phương, mỗi người thì đều có cái sự điều mạnh mẽ đối với lại văn hóa địa phương. Ok, number Và chỗ đầu con đèn ơ three. ơ biết Rồi, a tiếp từ sau này. ở A bit ở chỗ này con chưa điểm of. Nhắc cho cô từ rebound này nghĩa là gì này? Bên trên mình có là cái gì nổi loạn với vocab. cả chống Nổi đối. loạn. Rồi, nổi loạn. Thế thì cái chỗ này nổi loạn. A bit.
Chỗ đấy chắc chắn không điền dơ, chắc điền Đúng ơ. rồi, chỗ này không điền dơ đúng không, mà các con không điền ân thì chắc chắn là cũng là ơ thôi. A bit of ơ gì đào, tóm lại nó là danh từ, nó không điền được ơ bình thường. And when What a đó, teenager. a teenager đấy, là một thanh thiếu niên đúng không? Câu này thì chắc là cũng không cần dịch nghĩa nữa. Hơi nổi loạn một chút. Mình có a bit of đi với lượng, bên trên có a stronger cũng có ơ này, nhưng mà một thanh thiếu niên. À còn giấy cuối cùng Cho điện tờ. rồi, có cái cụm là lúc mà các con ở tuổi bao nhiêu đúng không? At the age of, ở cái tuổi bao nhiêu, thuộc theo cụm nhá. Rồi có bốn năm. Câu Object 4 bên điểm trên mình gì có nghĩa rồi. nhưng Là mà bây giờ đang có đang hai thì em mà em bắt nhờ thì động em từ ra là như vậy đó. hoặc là danh từ. Thì biết Danh từ thì là môn học. mà anh không thấy mai thì đã Hoặc là bỏ vật. từng bốn người Động là từ thì đã có nghĩa là phản đối. Object to đấy, nhưng mà chỗ này thì chắc là mình chỉ dùng được danh từ rồi. Nên điền là gì nhỉ? Nói lại đi cô, xin nghe giọng này. điền ân ạ. Ân, rồi mình có object bắt đầu bằng âm o, nhưng mà thực ra là mình sẽ khi mà mình đặt ấy, thì con đặt cái từ object nghĩa là có cái o đầu tiên thì mình chọn theo âm đặt nhiều hơn là chọn theo cái từ mà viết nhé. Một lớp thì nó cũng chia làm nhiều buổi, An object. thì bên dưới Ok. buổi buổi một tháng bên này Rồi, là năm luôn hai nè. Mối quan hệ relationship tháng. In a family. in. Rồi, chỗ này thì điền được là để xem nào. In in tháng thôi, Một ngoái điền được mới đó hơn nhiều buổi. Nhiều buổi. ok. Chúng mình có thể xác định cụ thể từng trường hợp ra thì là điền time in time. Nếu mà không điền nó có object mình bỏ qua luôn cũng được luôn. Nhưng mà nếu muốn xác định cụ thể là một gia đình nào đấy thì con cần ơ nhé. Rồi. À, dịch câu 5 thôi cô trước này. Mối quan Trong trong một gia đình không bao giờ một gia đình thì không bao giờ có không bao giờ những mối quan những mối quan hệ trong gia đình trong một gia đình thì không bao giờ bị tan vỡ và họ sẽ kiểu là cứ tiếp tục cứ cố gắng xây dựng nó. ok. Cái này nhìn nó hơi khó hiểu vì tại vì mình có to be này, to be lại cộng với lại to verb nhé, chúng mình to be build up. Tại sao chỗ này lại là be build up thì bản thân nó sẽ là bị động, nên sẽ có bị động thì mình dùng thế. To be build up bằng với việc là build up. Rồi, mình từ câu 6 đến câu 10 thôi cô nào. Phần under đấy. Thế con làm đi đã. Have an Đúng rồi đấy. Lý do là ăn nụ cười này thực ra mình đếm được đúng không? Mình đếm được nụ cười luôn á. Rồi, ăn cái smile. một chữ y nhé, mình phải ăn. Để cho cô Thảo nào. Thì họ rất là thân thiện. Ừ. Easy. Dễ tính. Dễ Dễ gần tính. đây hả? Dễ tính. Dễ gần đây Dễ gần thì nó sẽ thiên về từ traveling, nó là thân thiện hơn, còn rất dễ tính. Ví dụ như là ai bảo gì thì cũng cho, ai bảo đi cô. đâu thì cũng đi, ai bảo làm gì cũng làm gì. Rồi và Em hai và có một nụ cười. vậy dễ cười. Seven nào. Là quan trọng là rồi. Thế con hiểu như nào cả câu này chứ? Show Show respect là tôn trọng đó. Mình có chỗ này con có thể dùng cái dạng là đây là respect, nó là danh từ cũng được mà nó là động từ cũng được. Trong trường hợp này thì nó phải là danh từ rồi, nhưng mà nó có nghĩa là tôn trọng. Mình có rất nhiều từ liên quan đến respect ạ. Để tỏ lòng tôn trọng. Rất nhiều người Việt Nam
cái câu ra hát kiểu như là hát là đầu đúng không? Đấy. Với là ai? Đó. Với là Ừ. ai? Rồi, ok, chỗ này con điền cho cô vừa nãy là dơ thì đúng rồi. À, mình có từ superior hoặc là elder. Elder thì là người già, mà superior là người mà. Người ta gọi là anh hùng đi. Mình cứ gọi nó là anh hùng cho dễ hiểu đi. Rồi, à, cúi đầu trước ai đúng không? Ok nhá, câu số 8 nào. Số 8 là dơ ạ. Các bạn gặp rồi đúng không? Rồi, rồi. Nhưng mà nghĩa nó khác nhau, không lại được nghĩa cho cô luôn. Là ngồi Đúng. với đen thì cái này là có À, cái từ describe cô là mô tả. Cái này bị động đó. Được mô tả. Miêu tả. nhưng ở Việt Nam được mô tả là năng động, sống tình cảm Đúng và không? chăm chỉ. Đấy, và rất là sao rất là tự hào, có niềm tự hào dân tộc rất lớn. Cô tốt chứ nào? Có phải chính là rồi Đúng rồi, cái tháng này tốt tiếp tục cho phép the course allows students to progress of their own space and they are making real work in awareness of. Cái khóa học này cho phép học sinh có thể phát triển theo cái tốc độ riêng của chúng và có nhiều sự tiến bộ trong cái việc nhận thức về cultural diversity, đa dạng văn hóa. Về đâu có hai vế thế nào này? Phía đâu là ân ạ? Cô có dạy E, dạy R thì kiểu gì? Có ân đúng không? Ân obvious contrast and về sau. Rồi, thì cô này. Đây 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 cô nói nốt cái từ culture đằng sau con mình là có e không? Khó. Mình có văn hóa thì mình sẽ dùng là the culture of đó, mình sẽ dùng là văn hóa của nước nào đấy, the culture of. Kể cả nó không có s thì mình cũng không điền là culture đâu, the culture. Rồi, obvious contrast về dịch là gì? Cô vẫn nói đúng không? Bên trên mình có từ mới vậy, obvious là rõ ràng, contrast là trái. Là tương phản. Rồi ok, thì chúng ta mình có biết là tương phản. Tương phản. Rõ ràng ạ. Rõ ràng tương phản hiển nhiên đấy, các bạn có thể dịch cái tương phản hiển nhiên, tương phản rõ ràng được được nhá. Giữa Giữa các nền văn hóa phía Đông và Tây. phía tây và phía Đông. phía đông. Tuy nhiên thì Đông và phía tây, ngược lại, đông trước tây sau. Tuy nhiên cái này nghĩa gì ạ? Europe thì là châu Âu. À, châu Âu, văn hóa châu Âu tương phản với nền văn hóa của Mỹ. Mỹ. Rồi, các con sẽ có Asian. Mình nhớ lại một chút. Asian ấy là Đông Nam Á đúng không? Culture, văn hóa của các Đông Nam Á. Còn đây là văn hóa của các nước châu Âu, chỉ có từ Europe, European, Europe, country, các quốc gia châu Âu. Rồi. À, thế đã nhắc, hôm nay chúng mình làm cái phần unveil này 10 câu như thế. Chuyển tiếp xuống, chữa tiếp các bài còn lại này. Bài này là phần preposition, giới từ. Làm được bài này củng cố được rất nhiều kiến thức. Một là về giới từ, hai là về từ mới. Rồi, mình làm cho cô 5 câu đầu rồi. Nếu mà ok thì làm nốt. Câu đầu tiên này. Nhập lại nhiều quá nhỉ, cái người Việt Nam mình là từ nhiều quá. Most. Thế là đây. Cái không? Bây giờ là giới từ nhé, con có giới từ là gì? On, in, up, ở từ rất nhiều lắm, chấm chấm nhưng mà đây under, above vẫn dùng được luôn.
Cô có imperfect đi với đối từ gì nha? Về sau nào, beauty con đi với đối từ gì? Rồi, về sau con làm đúng nhưng mà về đầu thì sẽ sửa cho cô nhé. Beauty in nhưng mà em first set chỉ đi từ dưới từ con. Đấy, cô viết nghĩa từ mới cho mình biết này. Nhấn mạnh. Nếu mà nó bằng nhấn mạnh thì con bằng luôn với từ stress. Stress mà cái bài stress, stress trọng âm ở bên trên mình làm rất nhiều ấy. Đó. Đấy, nó có nghĩa là nhấn mạnh. Nha, em first set on. No. Học nhiều nhá, em first set on. Bằng với từ stress. Beauty in là có trách nhiệm. Dịch một lần nữa cho nhớ câu nào. Người ta đã tặng kiểu bổn phận gia đình hơn là sở thích của bản thân. Đúng rồi, chính xác đấy. Đặt nặng, nhấn mạnh hơn vào cái bổn phận gia đình hơn là trách nhiệm riêng, à, hơn là sở thích mong muốn bản thân. Rồi câu số 2. Giới từ gì? Giới từ home ở đây kìa. At ạ. Ừ, đúng rồi, at home. Thế sao nào? It is at home. In. Respect cô đi về giới từ gì? À, bên trên cô vừa nhắc cho con cái từ respect nghĩa là tôn trọng. Ấy. Đây, cho xem bên trên được có không ạ? Từ nha, nhìn lại một chút. Đây, có rồi. Nếu các con đọc kỹ thì nó sẽ nói nhé. To show, mình sẽ có từ to show respect, đúng không? To show respect. Bow the hat to. Ok. Để mà việc tôn trọng tình mạng người quý đầu với lại mẹ anh hùng người dân tuận. Rồi, tóm lại của cô sẽ có từ respect đi từ từ to. To. Respect to. Mình sẽ có là respect. Thế lại một chút, không lại nhầm. Respect. To somebody for something. Nó có cả cái for nhưng mà cái for của nó là for something ấy, nên là không bị nhầm lẫn giữa cái từ. Rồi. À, câu 2 của cô như vậy. Câu 3 này. Đối với một số thanh thiếu niên khi mà họ trưởng thành, à, khi mà họ nổi loạn, cái từ về bao khi mà họ nổi loạn, với lại họ nổi loạn chống đối lại bố mẹ, đấy. Họ hành xử như là những đứa trẻ nổi loạn. Rồi in, cô ba này chắc in rồi. Rồi chỗ này cô vừa điền là đối với, đúng không? Cô vừa vừa dẫn thì các bạn là đối với một số thanh thiếu niên. Thì mình sẽ dùng giới từ là for nhé. For something như gì? For something như gì? Đối với một vài thanh thiếu niên khi mà họ nổi loạn chống lại bố mẹ, thì cái từ chống lại của mình sẽ cái từ gì bắt đầu với chữ ơ này? Từ gate. À, con nghe từ này ra. Mình viết nó gần giống như cái từ trái ngược là again ấy, là lại ấy, giống như cái từ lại. Cái từ là, đây là again. Again. Nổi loạn chống lại. Thì bao ok. Chống lại đấy, này là chống lại. Rồi. Sang câu 4 nào. One, two. Ừ, câu này thì là one, two. To know. Biết đi về giới từ gì nào? To know. Biết về cái gì đó. Có một giới từ đi với từ know hay đọc không? I want to know about you. Nghe cô đọc chưa? About. You need. Úi dồi, sao need? Need to. Rồi. Nó có to go ở đằng nào. Cái này thân thiện đúng không? Nó vẫn là nằm trong nhập với từ nhưng mà nó rất thân thiện. Rồi. À, dịch câu 4 trước khi chuyển sang bài câu 5. Nếu mà cái này mà nếu mà bạn thực sự muốn làm quen với ai đó thì
về văn hóa của họ. Chúng bạn muốn biết nhiều hơn về văn hóa đầu của họ. Bạn nên, cần bạn cái cần. đó và cái đó và kiểu quay lại những hoạt động hàng ngày của họ và các lễ hội ạ. As well as, cũng như là mình có cụm này cũng như là các lễ hội bằng với từ là nhiều hơn của từ em một chút rồi. Nó có ba cách, there are three ways. Câu này nhá, các con sẽ hiểu cái từ which ở đây nó là mệnh đề quan hệ mà nó sẽ thay thế cho cái từ là three ways ba cách. Đấy, thế thì trong mệnh đề quan hệ cái câu này nó thêm một chút về kiến thức về mệnh đề quan hệ thì nó sẽ là gì? Which sẽ thay thế cho cái three way là ba cách, và bởi ba cách đó nên cô sẽ dùng cho các con đáp án trước ở câu thứ năm này với một là by this. Khi mà cái người đàn ông này người ta làm cho ba cách này thì người ta có thể đạt được a good man. Rồi về sau mình điền gì này? Rồi, câu này xem hiểu như nào trước thì mình sẽ điền là in for a treatment on meetup. Cô Linh Hộ nhá, nó có ba cách để mà một người đàn ông có thể đạt được, tóm lại là có tiếng tăm, mang có tiếng tăm. Không bằng cách là làm người hùng thì cũng là bằng cách là có những cái thành tựu liên quan đến trí tuệ, intellectual achievement, hoặc không thì là liên quan đến những cái vấn đề đạo đức. Rồi, by which, bởi cách đó nhá, thì người ta là không bởi cách này thì bởi cách kia, ba từ còn lại đều đúng với cô từ by hết luôn. Người ta thực hiện bằng cách nào đó mình sẽ dùng là by. By, by, by. Rồi, câu năm này lưu ý ngoài luồng một chút. By. Rồi, câu 6 dễ rồi, mình tiếp tục rồi luôn. Nếu bạn cái từ volunteer này là mang động từ, volunteer này là động từ đấy. Cô sẽ có một cái công thức ở đây, công thức cho các bạn. Friend, volunteer, volunteer to work, tình nguyện làm gì đó nhá. Ừ. Lại nghĩa là tình nguyện làm gì? If you volunteer, câu 6 có thể hiểu một điều kia là to present. Cái từ present ở đây nó sẽ đóng vai trò là động từ nhá, không phải danh từ nữa, là động từ là tặng quà hoặc động từ ở đây mà nghĩa là thuyết trình. Present đấy mà nghĩa là thuyết trình. Nếu mà tình nguyện thuyết trình về cultural aspect, các khía cạnh của văn hóa, tôi sẽ có cái từ aspect này là các khía cạnh nhé. Bạn sẽ nhận được một món quà, cái từ present đằng sau này lại là món quà rồi, từ present. Bởi từ giáo viên à, từ giáo viên, mình dùng cho cụm từ đằng sau nhỉ? Bạn sẽ nhận được một món quà từ giáo viên. Rồi, chúng ta from the teacher. Ok, con làm tiếp nhé. Người giàu, người mà không được giáo dục thì thường là lúc cái cụm này rất phải học đây này. Câu 7, cái cụm này các con học nhá, thuộc mình biết cụm này thôi cô chưa? Đây cụm này cái người giàu nhá, mà người mà không có được học vấn ấy thì thường là bị thế nào đấy bởi những người khác. Câu 7 nó làm là gì? Bảo sau này các em anh mà không được các em nào tạo có đến với anh. Lớp, lớp, lớp. Con à?
Look on. Rồi, nếu mà Lan thì gọi look on này thì sao Lan thì là gì? Không, không ạ. Con hỏi là cô gọi con đúng không? À, thế bây giờ con làm đi, con làm này. Con điền là look down up on to. À, dịch tiếp. Nào, look down up on to dịch tiếp. Là người giàu, những người giàu thì mình, những người mà kiểu không được giáo dục thì họ thường coi thường người khác. Thực ra là cô là làm như thế là hơi bị phí nhá, nhưng mà lúc mà con có đáp án là con sẽ bị phí này. Tất nhiên là bây giờ cô cũng biết cho mình hai cái câu là lúc vào lúc down on somebody đúng không, là khinh thường ai hoặc là coi trọng ai. Nhưng mà cái từ lúc này con nhìn đúng không, nó là động từ đúng không, thế mà nó có đi với to be ở đây, mà to be mà cộng với động từ là phân thứ hai thì con sẽ hiểu nó là ở dạng bị động đúng không. Đấy, là nghe cũng được hiểu câu này nhá, nó đã là bị động. Thế bây giờ phải dịch lại là cái người giàu bây giờ không phải là người ta coi thường người nghèo đâu, mà là ý là gì? À, bị người khác. Ừ, người giàu ấy, nhưng mà giàu bằng cách là không có giáo dục, giàu bằng làm cái việc gì đó thì sẽ bị coi thường. Coi thường và coi thường bởi những cái người khác. Có từ là vai. Nên nó sẽ bị sạch mất một vế đúng không? Sạch mất một vế nhá. Look down on by somebody. Rồi. Nào thế còn 3 câu là làm tiếp cho cô nốt này. Câu 8 có đề là câu đúng chỗ đầu là tu. Xin tu. Hai là from. Oh, from à? Rồi, dịch câu. From hay by? Dịch đi nè. Anh ấy dường như có cái sự tôn trọng đặc biệt và ngưỡng mộ từ những người mà có học thức và học thì được cho là kiểu có giá trị hơn. Cái này là giàu có bên trên mình có câu khác thế nào, giàu có à? Giàu có hoặc là của cải tài sản. Đó, material success. Dịch lại một chút nhé. Anh ấy thì dường như là có cái sự ngưỡng mộ và tôn trọng đối với những người có học thức. Đấy. Và việc học thì được coi là có giá trị hơn những cái thành công về mặt vật chất hoặc là của cải. Đó, thì mình có từ wow trong này có nghĩa là giàu. Các bạn người ta đề cao vượt học hơn. Ở bên trên này thì nó sẽ có một cái cụ đúng không, là have a particular respect and admire. Chỗ này nhá, là các con sẽ phải phân biệt cái từ respect này như mẹ tôi vừa nói, là nó có cả động từ và danh từ. Cả động từ và danh từ. Bên trên mình có respect to somebody for something này. Là cho đối với ai vì đã làm gì, thì nó là động từ. Nhưng bên dưới mình sẽ có một cụ là have a particular respect. Thì chỗ này respect nó đóng vai trò là danh từ. Đóng vai trò là danh từ. Và admiration là danh từ. Vì thế mình sẽ lại chuyển đoán for. Thì nó là cụ danh từ chứ nó không phải động từ đứng bên trên. Nên là hơi đau đầu chút. Học theo cụ have a particular respect, admiration for. Còn bên trên là respect to somebody for. Sao có hai câu đáp án cuối nào? Câu 9 con điền là in number. Đúng, cái vế đầu tiên. Number of. In number of. Take the row. Cái này con điền S có đúng không? S. À, cái phẩy S của con đó hả? Không. A-S. À, S là như là ấy hả? Như là như là thì dịch như nào? Quan trọng là mình sẽ dịch nhé. Có từ S, pro S. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử xem cái gì nữa. Bây giờ thì kiểu nó đang cái gì?
số lượng người phụ nữ mà số lượng người phụ nữ Việt Nam giữ vai trò là một nhà lãnh đạo những cái tổ chức gì đấy hiện đang tăng. Ừ. Rồi. Vậy increase in the number of Vietnamese women. Cái từ taking ở đây nó sẽ viết tắt cho cái từ là who's taking. À who's take. À, mệnh đề quan hệ, mệnh đề quan hệ. Rồi. Who's take bằng với từ là taking the roles as leader. À, như một leader. Về cuối cùng ăn điền là gì cho cô nhỉ? As leader. Thì như sau. Ừ, rồi, ok. Được, chấp nhận đáp án. Rồi. Take a role as leader in their organization. Rồi. À, leader ở đây, nếu mà các con điền là hiểu theo nghĩa là người nhé, chúng mình điền được đáp án là S. Ngoài ra còn một đáp án khác, đó là of, mang ý nghĩa là leader ở đây mà là danh từ, nhưng mà chỉ cái nghề ấy, ví dụ như là giáo viên, kỹ sư thì đây là cái người dẫn đường, nó lại là thì dùng được hai đáp án. Rồi, câu cuối cùng. Câu cuối, chỗ đầu tiên con chọn là to. Need to, rồi, need to verb, ok, thì sao? Need to, hay là in order to. In order to, and the last one. Cả for, look for. Rồi, look for. Look for là gì nhỉ? Tìm kiếm, ok. Rồi, a perfect life partner. Bên đây mình cũng có phần vô khác nhé. Life partner, mình một người bạn đời. Một người bạn đời, một người còn lại. Thế thì hình như nó lại hơi gặp vấn đề một chút ở cái phần đối từ đúng không? Nghĩa là nó giống như under. Nó sẽ có những câu rất dễ gì các con gặp được. Ví dụ như là từ meet đi với cái gì, đúng không? Từ one đi với cái gì. Nhưng nó sẽ có những cái giới từ khó, bao gồm như câu 1 là cụ động từ đi với giới từ. Câu 2 đi khi này cũng là cụ động từ đi với giới từ. Aspect 2 somebody cũng là cụ động từ đi với giới từ. Without a regret cũng là động từ khó. Không còn cách nào khác là phải học thuộc nữa, được chưa? Bên sửa hệ hết bài cho con. Câu thứ 7 đọc định nghĩa để làm chuẩn hơn. Rồi. Đây là cụ động từ. Cụ này thì nó thiên về phrase the verb. À, giống như cụ thứ 10 này, nhưng là chưa có phrase the verb. Phrase the verb cũng xuất hiện cả giới từ. Nên là rất là linh hoạt ha. Rồi. Chúng mình vẫn sẽ tiếp tục chữa đến bài số 3 tiếp nào. Bài này 7 câu. Bài này kiến thức rất nhiều về phần vô khác nhá. Mình làm cho cô bài này nha. Nếu mà đủ thời gian chúng mình sẽ chữa được thêm bài số 4 10 câu nữa. Nào. Bắt đầu luôn nào. In the past, the proposal and engagement ceremony. Từ này của cô nghĩa là gì nhỉ Lan nhỉ? À sorry, Minh nhỉ? Cô có bên này là diễn ra nhá. Cô cho nghĩa từ này là mình làm được này. Cầu hôn và đính hôn. Đó. Đó, con nghĩ ra đáp án chưa? Cái việc cầu hôn và đính hôn thì nó cũng phải diễn ra lúc nào chứ không tao làm cưới. Before, rồi. Còn một số luôn before nhá. Câu từ mới là proposal and engagement ceremony. Để cầu hôn và đính hôn. Con cứ đọc lần lượt cả câu bằng tiếng Anh rồi mình cho bản này. Thank you.
Very wasted. À, câu này bên trên của cô là từ mới nhá, thì mình sẽ có cái từ mà wedding reception, lễ cưới. Rồi, đáp án đây. Số 2. Câu 3 nào. Mình sẽ phải chốt cho cô được câu 3. Nghĩ là 3 chứ không phải 4. Đó. 3. Ờ. Wedding ạ. Khác rồi, đám cưới khác. Chúng mình làm gì cái từ marriage chỉ là am góp marriage cho thằng wedding là cưới 4. Con vừa bảo là từ groom. Cô dâu hay chú rể đấy nhỉ? Không, đấy là chú rể. Right, rồi. Mình sẽ có cô dâu thì mới có rất nhiều là cù dâu đúng không? Cái từ này trên vô khác có nhá. Rồi, số 5. Là guest. Guest là khách đúng không? Chứ không thể là có 100 chú rể được. 6 này. Đã có từ. Cái này. Con. À đâu? Con đọc kỹ nhá. Câu này đọc kỹ. Mình sẽ có cả từ. Là cầu hôn được. Đúng rồi, cầu hôn thôi. Thực ra là cái từ got married và got engaged đều được, nhưng mà tại vì mình có cái gì sau này save for the big day ấy, để cái ngày trọng đại ấy. Chắc là phải cầu hôn trước rồi mình mới tiết kiệm tiền thì đến mấy sau cái ngày trọng đại được. Got engaged. The last one, 7. Groom. Rồi, the best man ở đây bên trên cô đã có phần vocab là chú rể được mong đợi là giúp cho chú rể liên quan đến lễ cưới nhá. Lễ cưới cũng là một cái gì đấy mà là cultural diversity, đa dạng văn hóa của mỗi quốc gia khác nhau, có một cái dạng lễ cưới khác nhau và mỗi quốc gia có một cái nghi lễ khác nhau, có một cái reception khác nhau. Rồi có cái phong tục, rồi có cái truyền thống trang phục, có custom khác nhau. Đi tiếp nhé, mình chữa được cái bài số 4. Mình làm tiếp trước cho cô này. 1. Học văn hóa rất hay. 8 thì may mắn. Con chọn gì? Con chọn bắt à? Không, em chứ. Đâu. Số 1 chọn này. Đối với người Trung Quốc thì vượt xoài nét. Thứ 8 là một số may mắn. Trong khi đó nhá, mình sẽ đã đáp án C này. Có nghĩa là ngoài. Ở ngoài, trong khi đó người Việt Nam thì thứ 9 rất là số may mắn. Rồi, số 2. Em dưới là em sẽ cho pha cho cô. Minh nguyện đọc cho cô cả câu rồi mình chốt đáp án trong lúc mà con đọc luôn á. Many people believe that the first person who visits their home on the first day of the new year will sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Affect their life. Say hay đi. Từ này này. Nghĩa là đây. Đúng rồi, cái này là danh từ nhá. Cái này là danh từ. Cái này là động từ. Câu 2 này rất đau đầu đấy. Có effect, động từ còn the effect thì có cái ở. Có cái ở là cái danh từ của nó. Effect là đủ tiền, giá cả phải chăng. Rồi, số 3. Nghĩa là đi. Rồi, đi đây. Chắc năm vừa qua mọi thứ thì tốt hơn đối với lại anh này nhờ có sự giúp đỡ quanh cư. Cô sẽ có cái từ gì đấy đi với help of nhé, mà mình sẽ gọi cho cô là B nhé. The help of với sự giúp đỡ của A. The help of. Câu 4, under tiếp nào. In the actively singing at all. Thôi tôi, at the
Triple beast and you are singing to the rồi ba cái dơ nhá. Cho các bạn đi. Rồi. À, tên riêng, đầu tiên là tên riêng địa danh, hai là liên quan đến at the dinner bữa tối and to the device for the dinner. Rồi. Năm nào. Some in Spain is believed to bad luck to in the in. Ở Spain họ nghĩ rằng là không may mắn khi mà vào phòng với lại phòng với chân trái chữ M thử. Oh là đây. Chữ M thử room rồi. Chữ M thử room. Thực ra là câu này thì cũng vẫn đang suy nghĩ về cái việc là mình chọn đúng hay chọn dơ khi chữ M thử. Giống như cái câu bên trên mình có một cái câu cô đi là một chút. Câu mấy thế này nè. Đây, câu số 5. Giống như câu số 5 bên trên này mình sẽ có cái mối quan hệ trong một gia đình. Thì muốn xác định cụ thể cẩn thận thì chúng ta dùng là family. Cái gì hoặc không thì là in family hoặc là in the family cũng được luôn. Cái này linh hoạt đó, không dùng linh hoạt thôi. Không cần quá khắt khe với việc này. Có những cái thì chắc chắn là chúng ta phải khắt khe. Nhưng ví dụ giống câu số 5 bên trên và câu số 5 này chọn được cả là the room hoặc là a room. Nhưng mà thiên về câu 5 này thì cô sẽ thiên về đáp án là a hơn. Chắc chắn rõ ràng hơn nhá. Mình dẫn sẽ chốt là A. Chốt là A sẽ chuẩn hơn đấy. 6 này. Mình làm tiếp nhá. Đây nhá. À, cô có từ interesting place nó đã là đủ một địa điểm rất thú vị đúng không? Mình hiểu câu này là đa dạng văn hóa làm cho nước Mỹ trở thành một địa điểm thú vị hơn. Mình sẽ có từ hơn ở đây nên sẽ có từ more. Nhưng mà từ much more hay many more? Nếu mà các con dùng more không nhá là mình sẽ phải có so sánh đó. Phải có so sánh. Nhưng mà chỗ này nó chỉ có much more. Mình sẽ chọn đáp án là gì nhá. Mang ý nghĩa là nhấn mạnh much more interesting thú vị hơn. Đặt cái từ much ở đây rồi thay thế cho cái bổ trợ cho cái từ interesting là nó không có đến được nên mình dùng cái từ much. Seven. Đáp án số 7 là gì nhỉ? Mình cứ đọc vào câu đi. Okay. In every culture, they are basic standard for social. Such as personal, like distance, eye contact, amount of body language, display in public. Câu này dịch đấy. Ở rất nhiều văn hóa nhé, nó thì có những cái tiêu chuẩn cơ bản cho học cụ này. Basic standard for. Rồi, chắc chắn là gì? Tiêu chuẩn cho cái sự tương tác trong xã hội, bao gồm việc là khoảng cách như thế nào, mắt giao tiếp mắt ra sao, ngôn ngữ cơ thể như thế nào, tương tác xã hội. Cô cần từ gì trong tương tác? Nghĩ cho cô đáp án nào. Reaction là phản ứng nè. Relationship, mối quan hệ. Relation. Liên quan. Đáp án B nhé. Interaction. Tương tác. Đó. Mình ok rồi câu 7 cho cô nhé. Rồi. Nào. Câu cuối 8 này. To. Nghĩ là D à? To the customer is good. Cô có ngay vế sau nhé. Bây giờ có thì các con sẽ làm vế sau trước. Mình sẽ có vế này chắc chắn là không đúng đâu.
không dùng ơ cả cái ghế sau này đâu, không chọn đáp án ơ này được. Ừ, chắc chắn chỗ này phải là the, the first, the second. Thế thì nhìn đây thì chốt lại được luôn đáp án là ơ. B rồi. Thực ra cái chỗ vế đầu này thì to a special meal hoặc là to special meal không có ơ cũng được ạ. Nhưng vế sau thì chắc chắn là the first. Rồi. 9. Ủa, chỗ này thì dễ thôi, so sánh. Chỗ này nhất. Ok đây à. Đây à. Ừ, rồi con nhìn nhá, tại sao lại là D này? Chúng mình có từ diver ở đây là sao? Từ khá suy là danh từ. Chỗ này cần một trạng từ để bổ trợ. Trạng từ, trạng từ. Đáp án là B. B, rồi đấy. Mình sẽ phân tích ra thế để chọn được đáp án, đó là D, not the most culturally, là dạng từ diverse, đa dạng văn hóa, nó sẽ chuyển thành dạng tính từ và dạng từ là culturally diverse. Câu cuối cùng nào. Mình chọn gì? Không biết không. Xong rồi cô hỏi Lan luôn nào. Lan cho cô đáp án, cô mời con chọn gì nhá. Con nghĩ là con nghĩ là C. Giờ dễ là C, dịch như nào nào. Cô mời ạ. Nghỉ. Cái đoạn đầu con không biết tên riêng này, con không biết. Ok. UN là Liên Hợp Quốc à? Ừ. United Nations đấy, tổ chức Liên Hợp Quốc. Ừ. Liên Hợp Quốc ngày trái đất. Ừ, rồi con cứ thoát sự đấy ra và giải tiếp mà. Cái gì văn hóa nhỉ? Đa dạng. Học từ đời tôi cũng chưa nhớ. Đa dạng. Ngày trên trường cả. Ừ, đúng rồi. Nó có rất nhiều. Ok. Ta đã làm hóa cho cái từ cái hôm qua không biết cô ấy. Ok, giờ đi tiếp sau từ 21 tháng 5 này. À, là một cơ hội để tổ chức cái sự đa dạng văn hóa. Ừ. Sao sao nhỉ? Thế nên câu cuối, câu dịch nó câu cuối. Nào thôi. Để tìm ra nhiều hơn, nhiều hơn cái điểm chung của chúng tôi. Ờ, rồi tóm lại là hiểu ý câu này là người ta tổ chức ra. À, con hiểu rồi cô ơi. Nào, thôi nói lại lần nữa. Có nghĩa là kiểu tìm ra nhiều cái sự đa dạng văn hóa khác của nhiều nước khác nhau các thứ. Ừ, rồi, nhưng mà tổng quy lại là nó sẽ có một cái điểm chung nào đấy, đúng không? Rồi. Mình as usual thì chỉ mang ý nghĩa là bình thường thôi. Normal cũng mang ý nghĩa là thông thường thôi. Còn điểm chung của mình thì chắc chắn là phải chọn là in common để làm còn là thứ khác. Rồi. Tóm lại là Liên Hợp Quốc, Ngày Thế Giới về cái sự đa dạng văn hóa trong những cái cuộc đàm thoại hoặc là sự phát triển. Vì chỗ này nghe nó hơi ngang đúng không? Để tóm lại mình sẽ hiểu tổng quát chỗ này thôi nhé, là liên quan đến tìm ra được những cái điểm chung trong đa dạng văn hóa giữa các con người nó có ra. Rồi, thế thì về hôm nay thì cô sẽ chữa đến đây thôi. Mình còn cái phần bài số 5 này và cái đoạn bên dưới reading, writing thì các con sẽ làm nốt phần reading và writing nhé, để ngày mai mình chữa tiếp. Ok. Nam đến mình còn bên trên này có ý kiến thì bảo cô luôn để cô giải đáp cho mình này. Còn ông nhỏ không ạ.